Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Đại Vlog của mình nhé. Hiện tại mình đang rảnh nên mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để sao chép cái đường link fanpage trên cái điện thoại và cách để sao chép cái đường link của cái kênh YouTube của mình nha. Nhiều bạn cũng không rành và có một số người không rành, thì mình làm video này để hướng dẫn cho những người không biết thôi nha các bạn. Các bạn biết rồi thì thôi nha, không sao. Rồi đầu tiên là các bạn vào Facebook nha. Là mình sẽ hướng dẫn cái đường link Facebook trước này, đường link của trang Facebook trước này. Rồi các bạn vào đây nhé. Sau đó các bạn chọn vào cái ba cái gạch phía dưới này, hoặc là chọn vào cái lá cờ. Đấy, tùy theo các bạn chọn thôi. Mình chọn vào đây cũng được, chọn vào ba cái đường gạch đi. Rồi, tùy theo cái giao diện điện thoại nha các bạn. Rồi chọn vào đó rồi thì các bạn thấy cái thanh ở phía trên không, tổng quan quảng cáo, thông báo, bản tin không? Rồi các bạn chọn vào xem thêm nha. Xem thêm. Rồi bạn lướt vào phía cuối trang thì nó có cái chữ sao chép liên kết trang này, bạn bấm vào đây. Rồi đã sao chép liên kết rồi, bây giờ các bạn có thể dán vào bất cứ nơi nào mà các bạn muốn nha. Các bạn muốn dán vào phía YouTube, các bạn muốn dán vào trang web, các bạn muốn dán vào bình luận comment, rồi ở đâu, bất cứ nơi đâu mà bạn muốn, là nó sẽ chỉ cần click vào cái link đó là nó sẽ chạy tới cái trang của các bạn thôi. Đó là cách lấy link của trang nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lấy link của Facebook YouTube nè. Các bạn vào YouTube. Rồi, các bạn vào YouTube thì giao diện nó như thế này nè, trang chủ thì giao diện như thế này. Các bạn chọn vào bên phải mà góc phải màn hình này có cái biểu tượng của cái YouTube các bạn nè. Bạn thấy chưa? Chọn vào bên phải màn hình nha. Rồi, bấm vào kênh của bạn nè. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn vào ba cái dấu chấm bên phải màn hình, góc phải màn hình phía trên. Chọn vào ba cái dấu chấm. Bấm vào chia sẻ. Rồi bấm vào sao chép đường dẫn. Rồi vậy là các bạn đã sao chép được cái đường link của cái trang YouTube của mình rồi. Còn nếu các bạn muốn sao chép một trực tiếp từ một cái video á, thì các bạn chọn vào đây nha. Chọn vào đây. Phải. Rồi các bạn bấm chia sẻ nha. Rồi các bạn bấm vào sao chép đường dẫn. Rồi là đã sao chép được cái link của cái video đó luôn. Là các bạn muốn dán đâu dán thôi, rất là đơn giản nha. Thì hôm nay mình làm video để hướng dẫn cho các bạn cách lấy link của cái trang fanpage của mình và lấy link của YouTube. Hay là mình sẽ hướng dẫn luôn với các bạn mà sử dụng cái trình duyệt mà có cái trình quản lý trang như thế này á, thì sẽ lấy cái đường link ở chỗ nào. Thôi mình sẵn mình đây mình hướng dẫn luôn. Lúc đầu thì mình chỉ định hướng dẫn là cái trên cái, bởi vì cái Facebook thì nó đơn giản hơn, còn cái trình quản lý trang này thì một số bạn là không có xài. Chính vì vậy nên thực chất là nếu mà để làm lấy đa số chủ yếu là mình sẽ lấy trên Facebook. Thì mình sẽ vào cái trình duyệt trang nha. Đầu tiên mình sẽ vào cái trang này. Các bạn thấy phía ngoài không? Vào trang. Sau đó các bạn chọn vào đây nha. Nếu muốn lấy đường link thì các bạn chọn vào đây nè. Đấy. Nha. Rồi các bạn bấm vào cài đặt. Cho mình nhớ chọn vào cái hộp vali nha các bạn. Rồi bấm vào cài đặt nè. Thông tin trang này, chỉnh sửa vai trò trên trang. Thông tin trang nha. Không phải. Chờ mình tí xíu nha. Thì mình cũng ít khi lấy cái link ở trên cái trang này nên mình thật chắc là bây giờ các bạn chờ tí nha, mình mò một tí xíu ra giờ. Thôi chắc nếu mà cái điều đó thì chắc hẹn các bạn hôm khác đi. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn là các bạn lấy đơn giản nhất là cứ lấy vào Facebook lấy, rất là đơn giản nha. Thông tin trang như ban đầu mình hướng dẫn rất là đơn giản. Thôi mình kết thúc video ở đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ làm video về chủ đề là kiếm tiền trên YouTube dễ hơn hay là trên Facebook dễ hơn nha. Các bạn nhớ đón xem. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu nhé. Bye bye mọi người.